OK, Phúc xin được chào mừng cả nhà quay trở lại với cái chương trình ứng dụng sức mạnh kiến thức trong kinh doanh. Được. Mà sáng ngày hôm nay thì Phúc sẽ chia sẻ đến cho cả nhà của mình một cái số bước để làm sao mà các anh chị ứng dụng ha. Vậy thì ngày hôm qua thì Phúc mới gặp một người chị cả nhà, thì chính chị ấy đã chia sẻ cái câu chuyện của chính bản thân của mình và chị ấy cũng là một cái người rất là tâm huyết, rất là nhiệt huyết, rất là khao khát cái sự thành công trong cái công việc kinh doanh của mình luôn. Tuy nhiên rằng là chị gắn bó trong một khoảng thời gian rất là dài nhưng mà không có cái kết quả lớn cả nhà. Tháng thì được, tháng thì không được, và thậm chí rằng là chị rơi vào trong cái trường hợp đó là mình kỳ vọng quá nhiều, mình khát vọng quá nhiều mà mình lại không đạt được cái thứ mình muốn, và chính vì thế chị lại quay trở lại trách bản thân của mình. Đó là tại sao mà tôi cũng cố gắng rất là nhiều nhưng mà tại sao lại không đạt được những kết quả mà giống như là tôi mong muốn đó. Vậy thì Phúc cùng với các chị đã có được cái sự trao đổi, và chị đã cũng có cho mình những cái hành trình, và Phúc mang cái hành trình đó để có thể là chia sẻ đến cho cả nhà của mình được không ạ? OK. Và cái điều đầu tiên mà trong ngày hôm nay Phúc chia sẻ đến cho cả nhà của mình đó là Phúc, anh chị nè, anh chị cùng ngồi lại đây cùng với Phúc, anh chị nhớ lại cái thời điểm đầu tiên đó cả nhà. Ngay từ cái thời điểm mà anh chị bước chân vào cái công việc kinh doanh của mình, anh chị mong muốn điều gì ở đây? Có nghĩa là anh chị từng ra một cái quyết định là tôi sẽ như thế nào, tôi sẽ có cái kết quả gì trong cái công việc kinh doanh này khi mà tôi bước vào đây, khi mà tôi bước chân vào đây để tôi làm công việc này, tôi kinh doanh sản phẩm này. Anh chị ra quyết định như thế nào khi mà anh chị bước chân vào? Anh chị có thể lục lục download lại cái hành trình mà anh chị bước chân vào, cái ngày đó anh chị nói những gì, có thể là anh chị viết xuống hoặc là anh chị nói, và bây giờ là mình đang lục lại để mình nhớ lại xem rằng là chúng ta đã từng ra quyết định như nào cả nhà. Im lặng cũng là một cách để chúng ta ra quyết định, viết xuống cũng là một cách để chúng ta ra quyết định, suy nghĩ trong đầu cũng là một cách để chúng ta ra quyết định. Vậy thì thời điểm đó anh chị đã làm theo cái phương pháp nào, anh chị làm cách nào, và anh chị nhớ một điều rằng khi chúng ta ra quyết định là số mệnh của mình được thành thật. Khi anh chị ra quyết định số mệnh mình được thành thật, anh chị ra quyết định điều gì thì những kết quả trong ngày hôm nay anh chị nhận chính là những cái gì mình chị đã mình lúc đó được mà. Vợ mình, chồng mình, con mình, cái nhà mình ở, cái tính chất công việc mình làm, cái xe mình đi, hay là những cái thứ nhỏ nhặt xung quanh cuộc sống của mình đều đến từ quyết định của mình, không có bất cứ cái thứ gì ngẫu nhiên mà nó xảy ra ở đây cả nhà. Hồi xưa Phúc á, Phúc đóng vai mình là một nạn nhân, mình là một nạn nhân trong tất cả mọi việc. Khi mà Phúc không thành công, Phúc không đạt được cái thứ mình muốn, đơn giản là như vậy thôi, không đạt được cái thứ mình muốn thì Phúc sẽ nói rằng là do một list danh sách là do những thứ bên ngoài, và mình chưa bao giờ mình đặt chính mình vào trong đó cả nhà. Cho đến khi mình hiểu được người thành công họ chịu trách nhiệm, họ chịu trách nhiệm chứ không phải là họ trách móc, họ đổ lỗi ở ai ở đây, mà họ càng đổ lỗi, họ càng đóng vai nạn nhân thì cuộc đời chỉ là nạn nhân thôi, nạn nhân suốt cuộc đời luôn. Vậy thì chúng ta đã cùng nhau ra quyết định như nào vậy nha? Phúc ví dụ ha, hồi xưa Phúc nói là mình không được thông minh, nhưng những là mình không biết ra quyết định luôn, có nghĩa là mình cũng đã từng viết xuống hoặc là mình đã từng nghĩ trong đầu rất là nhiều thứ nhưng mà mình không có biết cách để ra quyết định khôn ngoan, không biết đào trước đón sau, không biết làm sao cho nó trọn vẹn cả. Và mình chỉ ra quyết định với một cái giới hạn bên trong tâm trí của mình thôi, có nghĩa là cái thứ đó mình làm được là mình ra quyết định tới đó thôi, chứ mình không có vượt giới hạn, không có vượt giới hạn cả nhà nhá.
Phúc đã trải nghiệm gần 8 tháng ở nhà. 8 tháng đó là khi mình bước chân vào kinh doanh. Mà Phúc chỉ nói rằng là ở tôi vào để phát triển bản thân thôi. Đó là mình. Và kết quả là 8 tháng trời ròng là mình chỉ có phát triển bản thân. Mình chỉ cảm nhận rằng là cuộc sống này tích cực hơn, tươi đẹp hơn, vui vẻ hơn và mình làm chủ được cái suy nghĩ của mình trước những sự kiện trong cuộc sống xảy ra tôi. Cho đến khi mình thay đổi lại quyết định của mình, đó là tôi rằng tôi phải có một cuộc sống thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc, trọn vẹn. Tôi đồng hành cái công việc kinh doanh của tôi, đó là sứ mệnh của tôi, là trao lấy giá trị, là giúp đỡ mọi người. Công việc của tôi mang lại phúc lợi cho chính tôi, cho xã hội và cho chính bản thân của tôi. Công việc kinh doanh này, khi tôi càng làm, tôi càng hạnh phúc. Tôi càng làm, tôi càng vui vẻ. Tôi càng làm, tôi càng nâng tầm phong cách sống của mình lên. Công việc kinh doanh này giúp cho tôi có nguồn thu nhập thụ động gia tăng không giới hạn theo thời gian, giúp cho tôi chinh phục cái phong cách sống mà tôi muốn, giúp cho tôi cho con được học những môi trường chất lượng, cho tôi được thực hiện ước mơ báo hiếu cho ba mẹ của mình, ba mẹ hai bên, bên vợ bên chồng và cả nhà. Công việc kinh doanh của tôi giúp cho tôi đi bất kỳ cái nơi nào tôi muốn, cùng với những cái người đồng đội, những người thầy, những người đồng đội yêu thương, quý mến, biết ơn. Vậy thì các chị thấy là nó trọn vẹn chứ? Nó trọn vẹn. Hiện tại thì Phúc chưa chinh phục hết những cái điều đó, nhưng mà đây là hành trình của chúng ta, hành trình của Phúc, hành trình của các chị. Mỗi một ngày chúng ta cứ phát triển lên, phát triển lên và dần dần tiến tới những cái mục tiêu, những cái ước mơ của mình. Và cái gì ngoái lại mình xem, ngoái lại mình xem thì mình sẽ thấy được rằng à, đúng đúng, nó đúng đúng những cái gì mà mình đã quyết định, đúng ạ. Anh chị nhớ cái nhà của mình, xe mình đi này, cái việc mình làm hay là cái kết quả trong công việc của mình. Tôi muốn ổn định thôi, tôi muốn có cái nguồn thu nhập là chừng đó 20 triệu, 30 triệu hay là 5 triệu, 10 triệu đủ ổn để trang trải cuộc sống hàng ngày là được rồi, để thanh toán những cái hóa đơn. Như vậy là ok rồi, tôi không cần gì hơn. Phúc đã từng ra quyết định đó là công việc kinh doanh ha. Còn trong mối quan hệ cả nhà, ngày xưa khi mà chưa biết đến cái sức mạnh tiềm thức này, chưa biết đến lực hấp dẫn, chưa biết cái cách làm sao để mình ra quyết định cả, và Phúc gọi là mình không có hạnh phúc, không có được có một cái kết quả tốt đẹp trong cái mối quan hệ, cái người tình đầu tiên của Phúc đó, cái người bạn đời, cái người bạn gọi là cái người mối tình đầu của Phúc đó. Tức là bạn ấy ha, bạn ấy có một lúc quen nhiều người kiểu là như vậy, và sau đó khi mà Phúc phát hiện ra thì Phúc mới gọi là mình giận và mình hận và mình cảm thấy không không thể nào mà happy và không thể nào mình tiếp bước cái con đường của mình được đó. Và Phúc mới ra quyết định, Phúc có nghĩ đinh đinh ở trong tâm trí của mình rằng là sau này khi mà con lập gia đình, con có chồng thì chắc chắn rằng là con sẽ lấy một cái người mà không cần họ giàu có, không cần có nhiều tiền, nghèo cũng được, nhưng họ yêu con bằng cả cái trái tim của họ, họ chân thành, họ chân thật, họ yêu thương và họ nâng niu con. Và với họ, với người đó thì con là tất cả. Và cả nhà biết mà, khi mà Phúc lập gia đình, Phúc gặp đúng chính xác cái người đó. Phúc nói rằng là không cần xấu, không cần đẹp, cũng là không có cần là chỉnh chu gì cả. Hồi trước là cái người bạn của Phúc rất là chỉnh chu về cái vẻ bề ngoài luôn cả nhà, cao 1 mét,
79 cả nhà, một phút phút lùn à, phút gọi là chưa được cao, thì mình có mét 51 52 thôi, nhưng mà bạn phút rất là cao luôn, và bên ngoài rất là chuẩn chỉnh, từ áo quần cho đến tóc tai cho đến là da dẻ này kia, vóc dáng bước đi ra ngoài là mình gọi là mình lép vén cả nhà đó. Và phút rất là tự ti vì điều này luôn, cho đến khi thì mình đã quyết định lại thì gặp người chồng của Phúc ngay bây giờ, ngay tại thời điểm hiện tại. Thì lúc đó cũng là người chồng à, sao giống giống những gì mình đã từng nghĩ như vậy, giống những gì mình đã nghĩ, giống như Trang luôn, không khác một tí xíu nào cả. Anh ấy không biết sửa soạn, áo quần không có chỉnh chu, tóc tai không có chỉnh chu, da dẻ này kia không có chỉnh chu à, và anh ấy rất là nghèo, không có việc làm, rất là nghèo luôn, thậm chí mà không có, ý là một người con trai mà trong túi mà không có tới 500 ngàn, không có tới 500 ngàn, và áo quần để mà đi ra là chỉ có đúng một cái bộ. Hồi đó Phúc gặp là Phúc nhớ anh là có một cái áo sơ mi màu xanh nhạt và một cái quần riêng, và cái áo đó là nó cắt cái lưng gần hết rồi cả nhà, nhưng anh vẫn mặc. Để cái ngày mà Phúc gặp anh, cái ngày ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau hẹn hò thì Phúc nhớ luôn, và cho đến bây giờ thì Phúc mới hiểu à, khi mà Phúc vào môi trường câu lạc bộ thì Phúc mới hiểu là ra quyết định thế nào là khôn ngoan à, Phúc mới kêu ủa sao mình không biết cái này trước hơn, để mà mình ra quyết định chồng mình phải giàu chứ, chồng mình phải phải ngang tầm chứ, chứ sao mà cứ cứ gọi là anh ấy anh đã nói rằng là anh không cần tiền luôn à, cho đến đến khi mà cả hai vợ chồng sinh con này kia, gặp biến cố này kia các thứ đó, thì mới mới anh mới nói đúng là giờ lúc có vợ có con rồi mới biết là tiền nó quý như thế nào, chúng ta cần phải trân trọng và biết ơn như thế nào, không có là không làm được cái gì luôn. Đã anh đã chia sẻ với Phúc như thế cả đó. Vậy thì Phúc nói hơi hơi dài cái phần này chút xíu, nhưng mà để chúng ta hiểu được rằng chúng ta quyết định như thế nào, chúng ta tin mọi thứ như thế nào thì nó sẽ hiển lộ ngoài cuộc sống của mình chính xác từng cm tất cả nhà, không khác cái gì cả. Tôi quay trở lại cái công việc kinh doanh của anh chị đi, và để anh chị quyết định như thế nào, anh chị phải là người muốn sao, anh chị muốn sao, anh chị phải ra quyết định lại tất tần tật những cái gì anh chị muốn về sức khỏe, về tài chính, về mối quan hệ của chúng ta, được không ạ? Đó, bây giờ Phúc sẽ chia sẻ một số cái hình ảnh à, cách để Phúc ra quyết định như thế nào về tài chính, về công việc của mình, về sức khỏe, về cái mối quan hệ của Phúc cả nhà nhé. À, xem đây thì anh chị thêm được là tiềm thức, anh chị phải cho tiềm thức của mình một cái sự rõ ràng, chứ đừng bắt là ở đoán cái này đoán cái kia, nó không biết đúng sai, nó không biết phải trái, nó không biết trên dưới như nào, bởi vì tiềm thức của chúng ta là một đứa trẻ. Một đứa trẻ bạn nói thì làm sao để bạn ấy hiểu được là ok, được không ạ? À? Rồi ok, các chị cùng xem với Phúc những cái hình ảnh nhé. À, đây cũng là một cái hành trình mà Phúc rèn luyện và Phúc thay đổi bản thân của mình. Ok. Công việc của Phúc cả nhà. Đây. Đây là một cái công việc Phúc đã gắn bó. Và trước khi mà Phúc bước vào câu lạc bộ, thời điểm đó thì cũng trước đó đi làm công ăn lương, rồi làm rất là nhiều công việc đi miền Nam, miền Trung, rồi nói chung là cũng đi khá là nhiều tỉnh rồi đó cả nhà. Đó cũng có cho mình, cho bản thân của mình cũng à, khá là nhiều trải nghiệm. Sau đó thì Phúc mới về thì Phúc mới xin ba mẹ chồng là một cái miếng đất ở phía trước để mà xây lên một cái quán để Phúc làm văn phòng phẩm cả nhà. Đây máy photo và văn phòng phẩm, thì thời điểm đó thì Phúc âm tài chính. Đây, càng làm là càng âm thêm, càng làm là càng âm thêm cả nhà. Phúc tập trung vào cái đối tượng đó là học sinh không tạo ra tiền, và đây là một những cái sản phẩm mà chẳng phải là cái nhu cầu thiết yếu của thị trường đâu cả nhà. Họ không phải dùng thường xuyên. Nó sau này thì khi mà học doanh nhân chạm táo vàng thì Phúc hiểu được rằng là bạn cần phải tập trung vào những
những sản phẩm lớn, những cái sản phẩm có giá trị, những cái sản phẩm mà gọi là xu thế của thị trường. Ồ, vào đúng là khi mình mở mang tầm nhìn, mở mang cái tri thức của mình ra thì mình mới hiểu được. Chứ còn không có tầm nhìn thì gọi là âm càng âm, càng ngày nó càng không không có gọi là không còn cái lối thoát cho mình nữa cả nhà. May mắn thay là Phúc biết đến môi trường câu lạc bộ, và lúc đó là Phúc cũng nghe những anh chị ăn mừng thành công rồi chia sẻ cái câu chuyện của bản thân. Là lúc là chị cũng cũng là làm công ăn lương, làm giáo viên, rồi là kinh doanh mỹ phẩm này kia đó chưa thành công, và chị cũng thấy mọi người ăn mừng thành công rồi ra quyết định thu nhập chính con số, rồi có thu nhập thụ động rồi này kia các thứ, đó là mình cũng làm như vậy, mình cũng ra quyết định đó bằng cách là Phúc sẽ lên Zalo để chế độ mình tôi ngày 28 tháng 4 được cả nhà. 28 tháng 4 28 tháng 4 năm 2022 đó, và 4 tháng sau đây cả nhà. Đây là lúc mà Phúc chinh phục mục tiêu này. Đây, tháng 8 năm 2024 đó cả nhà. Thấy là Phúc làm văn phòng phẩm đây cả nhà, sách vở này cái thứ đó, nhãn tên này kia, nhưng mà mình cũng chẳng có tư duy. Mình thấy người ta làm gì làm đấy, lồng ghép vào. Đây là những cái thứ mà Phúc đã làm đó cả nhà. Đó, và mình gọi là mình chạy xô suốt ngày, chạy xô mà cuối cùng là càng làm càng âm, mà mình chẳng biết là mình có lợi được bao nhiêu. Và đôi khi ngồi nhẩm lại mình thấy không có gì cả, và càng ngày cứ mượn thêm để ăn, mượn thêm để chi tiêu cả nhà. Đó, và đây là một cái quá trình mà Phúc ứng dụng để Phúc đạt được những cái kết quả, đúng không ạ? Ok, và đó là cái tài chính của mình, và mỗi một ngày công việc của mình lại phát triển hơn, mỗi một ngày mình mở mang cái tầm nhìn của mình hơn. Tiếp theo cả nhà, khi mà Phúc ra quyết định rằng là mình sẽ có con như ý, bởi vì trong cái dòng họ của Phúc á thì việc này chưa dễ dàng, sinh toàn là những anh chị trước là sinh toàn là con gái, và mình cũng mang cái niềm tin đó luôn. Mẹ chồng cũng giới hạn cho mình niềm tin đó, làng xóm cũng giới hạn cho mình niềm tin đó, cho đến khi mà Phúc biết cách ra quyết định đó. Đây là cách ra quyết định này cả nhà, Phúc viết lên Zalo để chế độ mình tôi nè, đó cách Phúc ra quyết định để Phúc đạt. Anh chị nào chưa có thì có thể ứng dụng ha. Đó cả nhà, đây là những cái kết quả mà Phúc đạt được. Tiếp theo là những cái mối quan hệ, đây là Phúc ứng dụng tiềm thức cho con ha, anh chị có thể là sử dụng nè đó. Và Phúc ứng dụng trong cái mối quan hệ gia đình của mình, thì chồng mình chưa có cái điều gì mà anh chị không hài lòng thì anh chị viết ra điều mình muốn, và thông qua những cái hình ảnh phải cho tiềm thức của mình thấy những cái hình ảnh màu sắc ha, màu sắc sinh động sôi nổi, để sao để mà tiềm thức nó rõ ràng được cái thứ mình muốn. Ví dụ như là tặng quà rồi tặng tiền rồi cùng chung hạnh phúc với nhau, cùng học tập, cùng phát triển, cùng đi chơi, cùng có những chuyến đi về quê, hay là những cái chuyến đi gọi là chỉ có là gia đình và thời gian chất lượng cho nhau. Và tiếp theo là những cái mối quan hệ chất lượng trong công việc của mình. Đây là thầy của Phúc đây nha, đây là nhóm trưởng doanh nhân của An, đây là rất là nhiều những anh chị đã đạt kết quả gọi là đa triệu phú cả nhà, đa triệu phú, tỷ phú thì chung, như là đa triệu phú, là triệu phú. Họ sẵn sàng, họ dành cho mình những cái tình cảm rất là tuyệt vời, và họ cho mình cái chiến lược, họ chia sẻ mình, họ đồng hành cùng với mình, họ sẵn sàng luôn đó. Ở đây một số cái quá trình mà Phúc ứng dụng ha, thì Phúc chia sẻ đến đây thôi. Về về cái mặt sức khỏe thì cũng ra quyết định cho bản thân của mình luôn đó. Thời điểm mình cũng gọi là cái cân người của mình giống như hình chữ nhật á, giống như hình vuông á, cái kiểu là anh chị có thể là xem hình ảnh, và Phúc cũng mơ ước rằng là làm sao để mình có thể cải thiện cái vóc dáng của mình, và để sao mình gia tăng được cái sự tự tin, mình có cái nguồn năng lượng, mình cũng tự tin để mình phát triển công việc của mình chứ, đúng không cả nhà? Và sau một cái khoảng thời gian học tập và rèn luyện cùng với câu lạc bộ và cùng với những anh chị trong cái đội nhóm, thì Phúc đã cải thiện tốt hơn. Tất nhiên là làm mỗi một ngày mình phải cải thiện hơn nữa, và Phúc đã có được cái sự thay đổi bản thân của mình cả nhà. Ok, cảm ơn rất là nhiều, và các chị thấy được rằng cái tầm quan trọng của việc mà chúng ta ra quyết định cho tiềm thức thấy rõ chính xác cái điều mà mình muốn, chị thấy nó quan trọng không ạ? Yes, nó quan trọng, nó rất là quan trọng luôn. Anh chị quyết định như thế nào, cuộc sống của anh chị sẽ như thế đấy.
anh chị ra quyết định như thế nào, cuộc sống của mình như thế nào, anh chị nghĩ gì, suy nghĩ chủ đạo trong một ngày của mình, trong một tháng của mình, trong một năm của mình, anh chị tập trung vào cái gì thì nó sẽ hiển lộ ra cuộc sống của mình đó. Vậy thì anh chị thấy rằng là cái hệ thống tư duy niềm tin của mình nó quan trọng không? Đó là cái động lực cũng như là cái việc mà anh chị ra quyết định. Cái phần thứ hai trong ngày hôm nay mà Phúc muốn gửi đến cho anh chị, kể cả anh chị ứng dụng trong cuộc sống của mình hay là ứng dụng trong công việc của mình, anh chị đều ứng dụng được, được không ạ? Và Phúc nói tới cái phần hai là cái phần hệ thống tư duy niềm tin của mình cả nhà. Hệ thống tư duy của mình thì chúng ta sẽ có là hai phần: tâm thức của mình. Tất cả anh chị hay là Phúc đều có năm giác quan giống nhau, thì cái này thì chúng ta biết rất rõ thôi, nhưng mà cái giác quan thứ sáu hay còn gọi là tâm thức của con người thì cái phần này chúng ta sẽ khác nhau, và chính cái phần khác nhau này tạo ra kết quả khác nhau. Và tâm thức sẽ chia làm hai phần: phần ý thức và phần tiềm thức bên trong của mình. Ý thức thì đơn giản lắm cả nhà. Phúc đang nói với anh chị này, Phúc đang chia sẻ với anh chị này, Phúc đang làm việc, Phúc đang đọc sách, Phúc đang ở một cái trạng thái bình thường, Phúc làm việc, đó là Phúc đang sử dụng ý thức của mình. Phúc phân tích, Phúc lên kế hoạch, Phúc phán xét, Phúc đánh giá, có nghĩa là Phúc đang sử dụng ý thức của mình để Phúc làm lại việc. Và cái phần ý thức này nó chỉ là 10% kết quả của chúng ta thôi, còn lại 90% quyết định đến mọi kết quả của chúng ta là tiềm thức bên trong. Tiềm thức đó là một cái nơi lưu trữ, một cái nơi lưu trữ cả nhà. Lưu trữ cái gì? Lưu trữ những thông tin, những sự kiện, những tình huống, môi trường chúng ta sống, những con người chúng ta gặp, những âm thanh, những hình ảnh, tất tần tật tất cả mọi thứ nó lưu vào, nó lưu vào anh chị, giống như là một cái bản chiếu vậy nè, ở ngoài có cái gì là nó lưu vào lại hết, lưu hết. Và sau đó chúng ta lặp đi lặp lại điều đó quá nhiều trong cuộc sống của mình hàng ngày, nó trở thành một cái niềm tin, hệ thống niềm tin cả nhà. Chính cái niềm tin này nó quyết định kết quả trong cuộc sống của chúng ta, được không ạ? Anh chị hiểu điều này không? Phúc ví dụ anh chị hiểu không? Hồi xưa mình được học cái bảng màu, rồi bảng màu màu đen, màu đỏ, màu xanh, bảy sắc của vọc đó. Và cho đến khi bây giờ là thời điểm chúng ta đã ý thức được điều đó, chúng ta đã biết được rồi, bởi vì chúng ta được học thông qua thầy cô, bạn bè, cô giáo, nhà trường, cha mẹ mình, ông bà mình biết. Phúc mặc áo màu, bây giờ có nhỏ nào đó nói áo đừng màu đen, phải là anh chị phán xét liền không? Anh chị phản, anh chị không không có tiếp nhận cái thông tin nào, thối ra, mình đẩy nó ra, no, cái này là màu đỏ chứ làm gì là màu đen. Có nghĩa là niềm tin bên trong của mình đã ghi nhận rồi, đã tin nó là màu đỏ, được học và được tin nó là màu đỏ, là bây giờ không tin màu đen nữa. Trong hạnh phúc, trong kinh doanh, trong cuộc sống của mình, anh chị đang có niềm tin gì? Anh chị đang có niềm tin gì? Bây giờ để mà biết anh chị đang có niềm tin gì, anh chị đối chiếu lại bằng cách anh chị nhìn kết quả của mình đi. Nhìn kết quả của mình hạnh phúc chưa? Mình khỏe mạnh chưa? Mình xinh đẹp chưa? Mình tự tin chưa? Mình có nhiều tiền chưa? Thì đây là cái cách để anh chị đối chiếu là xem anh chị có niềm tin đúng chưa. Bây giờ anh chị phải làm một cái thao tác ha. Ví dụ đây là một cuốn vở, anh chị chia làm hai phần: niềm tin hiện tại anh chị đang có về tất tần tật, công việc, kinh doanh, về cuộc sống, gia đình, hạnh phúc, sức khỏe của mình. Và bên này, nếu anh chị chuyên về kinh doanh, anh chị muốn bứt phá kinh doanh thì anh chị làm những cái niềm tin về kinh doanh thôi. Anh chị lục soát mình đang nghĩ cái gì, và sau đó đây là niềm tin. Cột thứ hai là những cái gì mà anh chị cần chuyển đổi qua, nó trở về về một cái tư duy tích cực và hỗ trợ cho cái sự thành công. Chuyển qua và sau đó chị lặp đi lặp lại những niềm tin này hàng ngày. Anh chị có thể là tham gia cái môi trường câu lạc bộ học tập mà Phúc đang học, để sử dụng những cái phương pháp để cài đặt lại tiềm thức của mình, cài đặt lại niềm tin của mình. Và cái này buộc anh chị phải rèn luyện thôi, không có cái con đường nào khác cả nhà, bởi vì mấy chục năm qua của chúng ta rồi,
Mấy chục năm qua mình đã cài những cái niềm tin nó sai lệch, nó không hỗ trợ cho những gì mình muốn. Thì bây giờ buộc anh chị phải cài lại những cái mới, những cái mới, những cái niềm tin, những cái tư duy của người thành công vào cuộc sống, vào cái công việc của mình, bằng cách lặp đi lặp lại bằng những cái phương pháp. À, cái này thì cũng muốn chia sẻ sau vì nó rất là nhiều, nó rất là nhiều cái phương pháp và cái cách làm để giúp cho các chị áp thị lại được không ạ? Đó đó rồi, ok này. À, đó là phần hai là cái niềm tin, là Phúc mới sơ lược về cái tin tức, những cái ý chính quan trọng. Và cái phần ba tiếp theo đó là quay trở lại cái mục tiêu. Mục tiêu thì bây giờ anh chị phải làm sao cái bạn nhỏ bên trong của anh chị, làm sao để bạn ấy hiểu hiểu được những cái gì bạn muốn. Anh chị hình dung một đứa trẻ, nó 3 tuổi thôi, nó 4 tuổi thôi, nó 5 tuổi thôi, nó có khả năng hiểu hiểu được anh chị đang muốn rằng là 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu hàng tháng. Nó chưa biết con số đâu cả nhà, nó chưa biết con số, nó hiểu là anh chị đang muốn cái gì cả. Mà anh chị phải vẽ ra ABCD này, anh chị vẽ ra 7 sắc cầu vồng này, anh chị vẽ ra cho đứa trẻ nó hiểu từ cái con số mục tiêu đó. Anh chị phải quy đổi những cái hình ảnh, quy đổi những cái hình ảnh. Tôi ví dụ bây giờ, ví dụ như gì hả? Ví dụ như là anh chị đang chuẩn bị tổ chức cái buổi tiệc tân gia này, dễ hiểu được cả nhà. Buổi tiệc tân gia thì mình chưa biết là nó xảy ra như thế nào, và sau đó là cái anh chị hình dung ở bên trong tâm trí của mình cái hình ảnh ngày hôm đó mình mặc chiếc váy màu lộng lẫy, màu đỏ, màu trắng, màu gì cả nhà, lót 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 trong đầu đây. Và sau đó mình đứng trước, mình trang điểm thật như một bà hoàng, mình đứng trước cổng nhà của mình sang chảnh, mình chụp hình, mình tạo dáng, mình này kia cái thứ đó. À, xong rồi mình đón tiếp mọi người với một cái cảm xúc rất là tự hào luôn. U mình có nhà mới, mình có nhà xịn mà, mình có nhà vài tỷ mà. À, rồi xong đó họ hàng đến chúc phúc mình, rồi nói với mình những cái gì giỏi quá, ngưỡng mộ vợ chồng bay ghê, rồi là làm gì giỏi vậy, rồi là hôm nay xinh đẹp rạng rỡ ha, à nay mặc cái bộ đồ sang chảnh dữ ha. Đó có nghĩa là bạn phải cho tiềm thức của bạn biết được rằng kết quả đó nó xảy ra như thế nào cho nó trong tâm trí. Và khi anh chị có mục tiêu chính xác rõ ràng rồi, anh chị chia ra dùm cho Phúc nha: 30 ngày, 6 tháng, 1 năm. Và sau này khi anh chị rèn luyện thân tâm trí trong nhóm rèn luyện 60 ngày, anh chị sẽ được làm bản tâm nhìn. Bản tâm nhìn chính người thầy của Phúc sẽ chia sẻ đến cho các chị. Và bản tâm nhìn cuộc đời của mình thì nó sẽ phải là mở cái tư duy của mình ra thì mình mới làm được cả nhà. Và yên tâm, trong quá trình chị phát triển bản thân thì chắc chắn là chúng ta sẽ phát triển về mặt tư duy, về nhận thức của mình nâng cái tầm của mình lên được không ạ? Và tiếp theo, lặp đi lặp lại mỗi ngày thì thông qua những cái quy trình và những cái phương pháp ha, trong câu lạc bộ có chia sẻ mỗi ngày đó, anh chị cứ áp dụng theo như vậy thôi. Đó đây là cái mục phần ba rồi cả nhà ha. Và cái phần tiếp theo là phần thứ tư mà anh chị cần phải làm, đó là ứng dụng hàng ngày. Ứng dụng hàng ngày cả nhà, chúng ta phải sao ghi nhận cái bạn nhỏ này, yêu bạn nhỏ này, thương bạn nhỏ này, hiểu bạn nhỏ này muốn cái gì, cho nó mình cho nó rồi mình mới kết nối được chứ, rồi nó mới cho mình thứ mình muốn chứ. Chứ bây giờ cứ yêu cầu, giờ 35 tuổi đi, sống 35 tuổi rồi và sau đó thì bạn cùng đồng hành với mình, cùng sống, cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, cùng làm, cùng tạo ra tiền, nhưng mà chưa bao giờ công nhận, chưa bao giờ yêu thương, chưa bao giờ làm bất cứ cái thứ gì để ghi nhận nó.
con của mình đi cả nhà, nhờ nó rửa chén, nhờ nó quét nhà. Anh chị nói gì với nó? Cảm ơn vì con đã giúp mẹ, con làm cho mẹ đi, rồi cuối tuần này mẹ dẫn con đi công viên chơi, mẹ cho con đi uống cà phê hoặc là đi bơi tầng 17, tầng cao nhất, hay là mua cho con chiếc xe. Đó là những món quà để khích lệ con của mình. Anh chị có cái con người bên trong này, anh chị khích lệ nó chưa? Anh chị biết nó muốn gì chưa? Hay là bắt nó làm hoài, làm hoài, làm hoài, làm hoài luôn mà chưa bao giờ ghi nhận và biết ơn? Ghi nhận và biết ơn cả nhà, ghi nhận. Anh chị nhìn lại hành trình của mình đó. Từ cái thời nhỏ nhỏ cho đến bây giờ, chúng ta đã trải qua hàng vạn cái câu chuyện, hàng vạn cái tình huống nó xảy ra rồi. Và bây giờ thì mình cảm ơn nó đi, biết ơn nó đi, ghi nhận nó đi, yêu thương. Và đó là những cái cấp độ một, đó là lời nói, đó là anh chị viết xuống để anh chị tâm sự với nó. Và cái thứ hai là dành cho nó những điều tốt nhất đi cả nhà, có thể chăm sóc cơ thể này, cơ thể này là ngôi đền duy nhất của mình mà. Cái mặt này, cái mắt này, cái mày này, cái da này, cái dáng này, hay là những bộ quần áo mà nó yêu thích, anh chị cho nó đi. Hay là những món ăn, những nơi mà nó muốn đến. Bây giờ tất nhiên là nó nằm trong cái tầm của chúng ta thôi cả nhà nha, mình không làm quá. Mà những cái mục tiêu, những cái mong muốn xa hơn thì các anh chị cứ nói, cứ đàm phán với tiềm thức của mình rằng là hãy giúp cho chị đạt mục tiêu này, chị sẽ cho em tới đó, chị sẽ cho em món này, chị sẽ cho em món kia, được không ạ? Đó là cách để chúng ta đàm phán với tiềm thức. Hàng ngày anh chị cứ dùng lặp đi lặp lại đặt hàng vũ trụ trước khi mình đi ngủ ha, đặt hàng vũ trụ với tiềm thức trước khi mình đi ngủ, viết ra những cái gì mình mong muốn. Thay vì anh chị mong muốn cho cuộc đời của mình ấy, như thế nào, giống như chúng anh chị ra quyết định cho công việc nhân của mình, thì bây giờ là anh chị ra quyết định trước cho một cái ngày mới để cho nó hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh một ngày, hoàn chỉnh 2 ngày, hoàn chỉnh 3 ngày, rồi mới hoàn chỉnh được 30 ngày, rồi mới đến 6 tháng, rồi mới lên 1 năm, đúng không? Gốc giáo thành bảo mà. Mỗi một ngày chúng ta hoàn thiện thì kết quả 30 ngày chúng ta mới ok chứ. Và tất cả những quy trình, những kiến thức, những phương pháp cũng đều được học và rèn luyện trong cái nhóm rèn luyện cho chúng ta ngoài cả, để gia đình hạnh phúc hơn, để cuộc sống tuyệt vời hơn, để mình yêu chính mình hơn, để mình hiểu mình hơn, để mình có những đứa con tuyệt vời, để mình gia tăng được tài chính của mình. Thì Phúc đều học tập và rèn luyện kể từ khi mà Phúc biết đến. Phúc cho phép mình được dòi mình vào đó và rèn luyện cho đến bây giờ, thì cũng là sắp sắp 2 năm đó cả nhà. Một năm mấy gần 2 năm, là tính luôn cái thời điểm mà Phúc gọi là Phúc nghi ngờ, ở Phúc chưa chịu tin đó, thời điểm mà mình chưa là chịu đón nhận đó cả nhà, thì tính luôn thời điểm đó là chắc 2 năm rồi đó. Và bây giờ thì mọi thứ chỉ nói bằng cái lời đó là biết ơn thôi. Vậy thì hiện tại anh chị đang như thế nào, anh chị muốn như thế nào, thì anh chị hãy làm như những cái gì mà Phúc chia sẻ với các chị, học tập phát triển nâng mình lên, được không ạ? Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã đồng hành với Phúc trong buổi sáng ngày nay. Và cái việc mà đơn giản để nói một câu lưu loát nó cũng chưa dễ dàng. Hồi xưa thì Phúc cũng có hàng vạn cái nỗi sợ, và ngày hôm nay thì mình cảm thấy là mình rất là tự tin, mình có thể là đứng trước hàng ngàn người, mình có thể là thể hiện những cái gì mình muốn thể hiện, mình trao đi cái giá trị. Ok, anh chị nào muốn rèn luyện từ cái việc là tham gia cái group rèn luyện cùng với Phúc mỗi ngày, mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi tối, anh chị muốn giờ nào cũng có, kỳ học sẽ có những cái người mà học tập, những người phát triển, rồi họ sẽ đồng hành cùng với các chị, được không ạ? Ok, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu của mình để có thể là lắng nghe những cái chia sẻ của Phúc. Phúc xin cảm ơn và hẹn gặp lại các chị trong cái chương trình lần sau nhé.